xin chào quý cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay trời nắng lên nhiều rồi nhưng mà Lan bận quá. Cái Lan chưa có dọn dẹp hay làm gì ngoài sao cho nên thì bữa nay Lan dành một ngày để mà Lan tách mấy cái sen ra, với lại nếu mà rảnh nữa thì dọn dẹp ngoài sau này để mình trồng lại rau này kia đó. Tại vì bắt đầu ấm lên rồi là bắt đầu mình trồng trọt được rồi. Mà người ta đã gieo hạt từ trước rồi mà Lan bị gieo trễ. Thứ nhất là tại vì cứ nóng lạnh á, Lan không có ra ngoài. Lan sợ bị cái đầu của Lan sợ bị chóng mặt á. Hãy là đầu của Lan nó bị tê á, cái là nó bị chóng mặt. Nên tới bây giờ bắt đầu là Lan mới ra Lan làm từ từ. Thì hôm nay là Lan sẽ tách mấy cây sen ra. Đã lên lá rồi, Lan sẽ tách mấy cây sen ra để mà Lan ra từng chậu nhỏ, Lan trồng xuống hồ hoặc là Lan trồng riêng. Vậy nha, mời cô chú anh chị em mình xem video ha. Đây là cái sen của Lan hồi năm rồi nè, nó nằm trong cái chậu này nè, Lan mới rồi môi ra nè, xịn không à. Trời ơi, Lan tính đâu nó ít a à, dè quá trời rễ luôn. Để Lan không có băng bao tay cái nó bị tuột rồi. Để Lan quay ngược lại cho quý cô chú anh chị em mình thấy nha. Rồi, đây là cái trong cái chậu Lan bưng ra nè. Trời ơi, cái này á, mỗi một khúc vậy nè là người ta đem ra người ta bán á, bộn tiền luôn á. Mà bây giờ Lan nó trồng được 1 năm rồi. Quá trời chết rồi, rẫy gãy không biết có sao không. Chắc không sao đâu, nó còn từng khúc mà. Nó quấn rồi nè. Cái sen này là sen thường thôi, sen hồng mà cánh đơn thôi. Đó, quá chừng luôn nè. Bây giờ Lan sẽ tách ra từng chậu trồng. Xong rồi coi nếu anh chị em nào ở gần mà thích tới thì Lan chia cho. Cái này hồi xưa Lan mua cũng một chậu như cũng mấy chục đồng á. Ôi, thấy thương dễ sợ không? Ây da, giờ nó quấn rồi nè. Còn mấy chậu kia Lan mua Lan trồng nhưng mà nó chưa có bông. Nó mới có lá chưa có bông. Để lát Lan cũng coi nè, Lan thấy nó lên lá rồi. Nhưng mà Lan coi bộ rễ của nó như thế nào. Chứ giờ nếu mà mình để nguyên cái này á, Lan nghĩ thì nó cũng không có đủ bều bùn để mà nó nuôi hết cái đám này đâu. Giờ phải tách nó ra, bẻ nó ra, tách nó ra. Ủa nhiều ngó dễ sợ luôn á. Cái này gọi là củ chứ không phải còn là ngó nữa. Tại nó hơi già rồi, nó già. Nè, mỗi một đoạn này là mình trồng được một chậu luôn á. Quá chừng. Ui, trời ơi, chết rồi. Cái này là cái ngó nè. Ui, ủa quá vậy. Đứt ơi, này nó sẽ lên lá nè. Không quá, cái này là lần đầu tiên Lan làm luôn á. Mỗi năm Lan trồng mà không bao giờ nó lên. Trồng xong rồi nó cứ bị chết hoài à. Cái Lan mới nguyên chậu của người ta trồng sẵn á. Về Lan trồng thì nó được 2 bông. Một bông là nó nở. Lan cũng có quay cái clip nhỏ mà lúc đó Lan chưa có biết quay. Lan quay sơ sơ à. Trời ơi, phân trong cái nó vẫn còn. Phân trong chậu đất nó vẫn còn. Cái này phân hóa học người ta để á. Wow, nhiều quá hả. Nó vẫn còn tươi hết á. Chết rồi. Giờ cái tay dơ quá làm sao rồi. Rồi, sau khi mà Lan đã gỡ cái đống bùi nhùi ra được bao nhiêu đây củ nè. Một chậu thôi đó. Được bao nhiêu đây củ nè. Lan nghĩ chắc Lan sẽ phải dùng kéo Lan cắt bớt cái rễ già đi để cho nó đâm cái rễ non ra nó mới bám được, chứ rễ già thì Lan nghĩ nó không có còn đủ sức để mà nó ăn cái chất dinh dưỡng nữa. Đây là cái đống bùi nhùi mà Lan mò Lan lạnh ra là những cái phần rễ mà nó rễ với lại củ mà nó hơi úng nó không được tốt quá. Lan quăng ra đây nè. Ý trời ơi, bao ơi, hèn gì không rài cái chậu này góp cào nó ăn. Trời ơi, rau gì quên này, xà lách son của Lan mà hết cào nó ăn nát bấy chân. Giờ tới con bao nó leo lên nó nằm. Có anh chị nào biết cách mà trị mấy cái con ốc sên cào chỉ giùm Lan nha.
Tại vì cái cải son của Lan á, nó lên rất là tốt. Mà cào cào nó ăn đây nè, nó ăn nát hết trơn luôn vậy. Xong rồi Lan đâu có ăn được đâu, Lan bỏ luôn vậy đó. Mà bây giờ Lan sẽ dùng kéo Lan cắt bỏ bớt. Cái này chắc bẻ ra làm đôi ha. Mình cần là cần ngay khúc này, chắc Lan phải bẻ ở đây quá. Mình cần ngay khúc mà có rễ á. Ý trời ơi chết rồi, Lan bẻ luôn cái ngó con nhỏ luôn rồi. Cái này là cái ngó, nó tím tím, nó là ngó. Lan tưởng cái khúc cây gì. Ồ mấy cái tím tím là ngó. Sorry con. Lan sẽ tỉa cắt bớt mấy cái rễ già đi. Nhưng mà hồi nãy Lan không cẩn thận, Lan cắt luôn cái ngó nó luôn rồi. Lan bẻ luôn cái ngó nó luôn rồi. Cái này không có. Cái nào có rễ già nhiều Lan sẽ cắt. Thật ra Lan không có kinh nghiệm trồng sen. Nên năm nay là năm đầu tiên mà Lan trồng mà Lan sử dụng lại cái cũ á. Chứ mỗi năm Lan trồng chết hết à. Xong rồi cái năm rồi Lan mua nguyên chậu á, Lan trồng á. Thì năm nay nó sống rồi, năm nay nó lên lại được vậy nè. Thì đây là lần đầu tiên Lan làm á. Lan chỉ làm theo cái suy nghĩ của Lan thôi. Lan cũng có coi một số anh chị em, nhưng mà mỗi người hướng dẫn mọi cách khác nhau á, nên Lan cũng chưa biết. Để Lan thử coi cái suy nghĩ của mình là đúng không. Đây Lan bỏ bớt cái rễ già đi, cái chỗ này nó cũng sẽ ra cái rễ non trở lại. Thì quý cô chú anh chị em nào mà mình chuyên trồng sen á, mình có gì góp ý với Lan với nha. Wow, củ này mập ú nè. Cái này Lan để nguyên, Lan không có bẻ ra đâu. Chắc hình như để nguyên nó tốt hơn hả. Thì một số Lan bẻ, một số Lan để nguyên, thử coi nó lên được cái nào lên. Xong rồi mình mới biết được. Ồ chỗ này cái nồi non xèo nè, thích mấy cái chỗ này nè. Cái này hả, cái này nó tím tím, thôi trồng luôn. Cái này cũng vậy. Cái này thì phần này Lan nghĩ chắc nó sẽ không còn sức sống đâu, tại vì nó ốm quá. Nhưng mà Lan thử Lan giữ coi Lan có trồng được không. Mình cứ thử thôi, mình mới biết được. Mình từ từ mình rút kinh nghiệm. Nhiều khi mình học nhiều người, mỗi người mỗi cách á, mình cũng không biết. Tới khi mình làm mình có chết hay là có gì này kia, mình mới thực sự mình học được cái bài học của mình. Tại vì mỗi người một cái kinh nghiệm nó khác nhau á, nhiều khi những cái trường hợp nó cũng không có giống nhau. Bẻ bớt đi, nó dài quá. Đây hai đoạn khác nhau. Rồi sau khi Lan tỉa bớt rễ là Lan sẽ được một đống vậy nè. Trời ơi quá chừng luôn. Chắc cái này Lan phải chia ra 3-4 chậu á. Mỗi một chậu, thường thường người ta làm một chậu một cục này thôi. Nhưng mà giờ mình đâu có biết nào sống chết. Với lại Lan cũng không có chậu nhiều nữa. Lan sẽ lựa cái mập với lại cái một cái mập với lại một cái ốm đang chưa trồng chung. Tại vì nếu mà cái mập mà nó tốt quá thì nó lên. Còn cái ốm mà nếu mà nó tốt quá thì nó lên, nó thay thế. Lan cứ thử Lan làm vậy đó. Hiện tại giờ Lan còn mấy chậu sen nữa thì Lan sẽ làm từ từ. Đây để Lan giới thiệu cho mấy cô chú anh chị em mấy chậu sen kia của Lan nó lên lá rồi. Đây, đây là cái chậu sen màu trắng mà nhiều hoa, nhiều tầng, nhiều lớp của chị bạn chỉ cho Lan đây. Nó nằm nguyên trong cái chậu này. Lan không chắc Lan sẽ không có dời nó đi được, tại vì nó rất là nặng, với lại Lan đã đổ bùn vô trong cái chậu lớn này rồi. Nếu mà di chuyển đi thì nó rất là cực luôn á, là phải 2-3 người khiêng mới được. Lan không biết là con có nên moi cái củ ra giống như cái chậu kia không. Tại vì chậu kia Lan moi củ ra là tại vì nó cái chậu, cái thùng này nè, nó bị rong. Rong mà kia ta kia rong nhớt rong gì á, nó bám, nó không có cho cái lá nó lên nổi. Nên Lan phải bắt buộc Lan phải lấy ra, Lan tỉa bớt cái củ với lại cái củ rễ này kia, với lại Lan bỏ rong đặng thay chậu, không Lan không có xài trong cái đó nè. Thì đây Lan có thêm hai chậu sen nữa. Đây nó đã lên lá đây nè, nó đã lên lá đây nè. Đây đó, nó đã lên lá rồi. Còn cái chậu này cũng là chậu sen mà Lan không có thấy nó lên lá, thì chắc có lẽ Lan sẽ moi ra giống như cái chậu kia. Đang coi check củ của nó có còn không hay là nó bị thúi rồi. Thì Lan không có biết là cái những cái chậu lên lá như vậy mình nên để nguyên để cho nó mọc lên, mình chỉ thêm bùn thêm phân thôi, hay là mình phải rửa giống như cái chậu kia của Lan cũng không biết. Nhưng mà chắc Lan sẽ để nguyên quá, tại vì Lan sẽ thử hai cách.
Một cách là để nguyên, một cách là để vậy coi coi sao. Cái kia sẽ dĩ Lan mở ra Lan rửa là tại vì nó bị rong á. Nó bị rong nên Lan phải làm, không làm thì nó cũng sẽ không có mọc lên nổi đâu. Tại vì rong nó bám ở trên, nó không có cho lá mọc lên. Rồi thì quý cô chú anh chị em nào mà biết rành về sen á thì có thể hướng dẫn Lan thêm giùm đây cho Lan nha. Lan cưng nhất cọng rau nhút nè, giữ được qua mùa đông lạnh mà nó không có bị chết, nó vẫn còn xanh nè, nó đang lên lá lại. Thì để Lan sẽ ghim vào một cái chậu. Rồi thì video của Lan hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã theo dõi nha. Thì mọi góp ý của quý cô chú anh chị em á, Lan xin tiếp nhận hết để Lan khắc phục những cái nhược điểm của Lan nha. Lan xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em đã theo dõi Lan. Nếu quý cô chú anh chị em nào thích video của Lan thì cho Lan xin một like ha. Rồi anh cô chú anh chị em nào mà chưa đăng ký thì đăng ký dành cho Lan nha, để Lan có động lực làm thêm nhiều cái video mới ha. Với lại mỗi một cái đăng ký của quý cô chú anh chị em á, là một cái nguồn động lực lớn để cho Lan làm thêm những cái video với những cái ý tưởng khác nhau để cho cái kênh của Lan nó phong phú hơn á. Rồi Lan xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị em, xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại video sau, bye bye.